Kính thưa quý vị, giờ đây chúng con được trở lại với cuộc nói chuyện với Sơ Thủy Trang. Cảm ơn Sơ đã chia sẻ một cái hành trình đi tu hơi là gian truân một chút xíu. Vậy thì con xin hỏi là sau đó thì bố mẹ của Sơ chắc là cũng phải bằng lòng phải không? Dạ vâng, chỉ có cái lúc mà chuẩn bị thôi rồi mua vé ừ. máy bay thôi. Ừ. Nhưng mà rồi hội vì lúc đó là con mới ở Việt Nam sang, gia đình à. mới Việt Nam sang cho nên là không có hiểu được là mình phải mua vé máy bay trước. Rồi mình ah. phải báo cho các sơ là ngày nào mình tới <laughs> Thì lúc đó là sơ Phi là người ừ. lo cho sơ Monica Phi đó ừ. Ừ. Là người đang lo cho cái vấn đề mà lo cho các em đi vô tu ở cái yeah. nhà sạch phu nào mà con sẽ tới đó yeah. Ngày nào sơ cũng gọi sơ nói là Khi nào em qua em tới mấy giờ phi trường nào hãng ừ. máy bay nào thì con ừ. có nói là Sao sơ cứ lo lắng thế nhờ con nói là con sẽ qua thì con sẽ <cười> qua <cười> kể như là không cần đón gì luôn yeah, nhưng mà không có hiểu là 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 phải báo phải, làm như phải vậy. sắp xếp dạ. phải có chương trình ừ. thì uh, tới thứ hai sơ hỏi thứ ba sơ hỏi thứ tư sơ hỏi thứ năm sơ hỏi ừ. là con nói là thứ bảy ừ. con nói thứ bảy con qua thứ ừ. bảy con qua là cái thứ bảy là thứ ừ. bảy đó nhưng mà thực sự rồi không có hiểu là các sơ ừ. phải xếp chương trình như vậy Sạc. thì thứ năm sơ gọi là sơ nói là sơ phải biết một là thứ năm hoặc là ừ. thứ sáu chứ không ừ. đi trễ quá ừ. thì cái tối thứ năm đó con mới nhờ một huynh trưởng mua vé máy bay, bay cho con, ừ. <laughs> xong rồi cái huynh trưởng nó mới đưa vé máy bay à. tới và mới biết là, ở thứ bảy bay giờ này giờ này giờ này ừ. và tới phi trường nào hãng máy bay wow. nào. Yeah. <laughs> cũng là rất là gian chuôn. vậy thì uh, sơ đi tu như vậy thường thường người ta hỏi nói là đi tu là buồn này không được cái này không được cái kia thì uh, sơ đi tu sơ có thể cảm thấy buồn không sơ? À, buồn theo cái, cái theo cái suy nghĩ của người đời thì à. chắc có lẽ là sẽ nhiều thấy nhiều cái sự nó buồn lắm ừ. nhưng mà đối với con thì khi mà phải trải qua cái hành ừ. trình như vậy cái cảm nghiệm như vậy đó ừ. thì con nghĩ là đối với con cái tình cảm cái tình thương mà cho ba mẹ ừ. là cái tình thương mà cao quý nhất ừ. mà nếu mà con đã phải vượt qua cái thử thách đó ừ. mà Chúa đã để cho nó xảy ra và Chúa ừ. đã ban ơn. Ừ. Rồi hồi nãy cha hỏi mà con chưa có kịp trả lời là khi mà ba mẹ con biết mua vé rồi ừ. thì ba mẹ con rất là support, ừ. Và gọi là ủng hộ hoàn toàn và cầu nguyện trợ ừ. ơn gọi. Thì khi mà con hỏi như vậy đó thì ba con chỉ hỏi là ba con chỉ muốn thử con thôi có thực à. sự, có thực sự đây là cái ơn gọi đi tu hay không. Đúng yeah. rồi, chứ bố mẹ nào mà yeah. muốn từ con bao giờ. <cười> <cười> thực sự còn đối đi với con thì qua những cái thử thách đó thì những cái buồn trong đời sống tù ừ. là nó không phải là ghê gớm ừ. lắm. Yeah, yeah. Yeah. Với lại cái bản tính của con thì cũng cũng thoáng ừ. cho nên ừ. là không có giữ cái không có giữ ừ. cái nỗi buồn cho riêng mình. Yeah. Yeah. Vâng. Uh, qua cái sự nhận xét của con là được biết về sơ đó là sơ là một người rất là nhiệt tình, cái gì cũng muốn giúp uh, các em hết. Vậy thì uh, sơ có thể chia sẻ một cái niềm vui? À, trong cái đời sống phục vụ của sơ không sơ Dạ vâng à, trong cái đời sống mà phục vụ thì đối với con con thấy là à, nếu mà con đã từ bỏ gia đình ừ. từ bỏ hết mọi sự ừ. để chọn sống ừ. cái ơn gọi này ừ. thì ngoài cái ơn gọi này ra là cái sự phục vụ ừ. chúa qua tha nhân ừ. thì khi mà đi ra ngoài phục vụ làm việc trong các giáo xứ qua ừ. các chương trình cho ừ. người lớn cho các em rồi tất cả các lứa tuổi như vậy ở trong ừ. một cái giáo xứ lớn ừ thì đối với con cái niềm vui là khi mà nhìn thấy một người ừ. uh, cảm nhận được cái tình thương của Chúa. Nhà yeah, qua những cái buổi tĩnh tâm, ừ. qua những cái buổi học hỏi, họ khám phá ra là Chúa yêu thương tôi rất là nhiều Chúa. À. Thì quan cái đó cái đó là cái niềm vui mà con không có quản ngại à. uh. tất cả những cái 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 công việc, cái thời ừ. gian mà mình bỏ ra khi ừ. mà nhìn thấy uh, những người cảm nghiệm được cái tình thương của Chúa. Yeah. Yeah. Vậy thì uh, ngoài cái niềm vui đó <laughs> thì đời sống uh... Thu cũng có là đôi khi có cảm thấy cô đơn mà có thấy các sơ vui quá. Không biết là còn phần riêng của sơ thì sơ có thể cảm thấy cô đơn bao giờ không? Và mình, à, khi mình cô đơn thì mình phải làm gì thưa sơ? Cái cái sự cô đơn đó thì nó không phải xảy ra cho một ai mà nó xảy ừ. ra cho mọi người. <laughs> sơ khôn quá. Nhưng mà đối với con cái sự cô đơn đó như con nói cái tính của con cũng thoáng. Ừ. Thì một là đọc sách, con rất ừ. là thích đọc sách hoặc ừ. là... Uh, Đi bộ, nhìn những cảnh thiên nhiên và thấy ừ. là tại sao mình cứ phải lo lắng làm gì ừ. à, Tất cả những cái sự cô đơn hoặc những cái đó Nếu mà đã chọn cái đời sống này Thì ừ. có Chúa, có Đức Mẹ, Hội Dòng à... Và có tất cả các người ừ. mình phục vụ Và à... dĩ nhiên Đức Mẹ và các Thánh là, đúng là đúng rồi. điều rất là quan trọng Tại vì mình cũng phải, tại vì nơi mình phục vụ đó sơ Mình phải cái tìm ở cái niềm vui đó dạ, Tại vâng. vì nếu mà mình phục vụ một nơi nào đó mà mình không cảm thấy niềm vui dạ. Cũng như là mình lấy vợ lấy chồng một người nào mà mình không thấy hạnh phúc với người đó thì thật là khổ phải không thưa sơ vâng dạ. dạ dạ vậy thì thưa hỏi sơ là có muốn hỏi về đời sống cầu nguyện đó sơ à, sơ thường thường một số người thì đọc kinh rồi đi biển rồi có một cái lối cầu nguyện riêng vậy thì ngoài những cái giờ kinh phụng vụ ở trong nhà dòng vậy thì uh, sơ có một cái lối cầu nguyện nào riêng mà sơ muốn chia sẻ với mọi người để mọi người có thể học hỏi một chút xíu thưa sơ đối với con thì uh, ở trong nhà dòng những nhân ban sáng chúng con có giờ kinh sáng ừ. chúng con có thánh lễ và chúng con có chầu thánh thể mỗi ngày một ừ. tiếng và giờ ừ. kinh chiều Rồi ngoài ra là đọc sách thiên liêng yeah. thì uh, đối với con là uh, lời Chúa rất là quan trọng nhà yeah. yeah. thì con uh, rất là thích đọc uh, lời Chúa và yeah. rồi mỗi lần đọc như vậy thì nó có cái cảm hứng uh, để cầu nguyện và ngoài khi mà đọc thánh kinh thì là ừ. sách thiên liêng ừ. thì, thì trong cái đời sống của các thánh là những cái gương các thánh đã sống và để lại thì ừ. con thích đọc cái gương các thánh các thánh à. dạ để để giúp cho cái đời sống cầu nguyện và dĩ nhiên là đọc lời Chúa xong là đọc gương các thánh ừ. rồi cái sự thinh lặng dạ ừ. đi bộ yeah. ừ. để cầu nguyện luôn dạ. phải. Dạ vâng. dạ. Sơ nói về khi mà đọc truyện của các thánh đó thì vậy thì tiện đây con xin hỏi là một hay là hai thánh nào là một người kiểu như là một người à, một người sơ lúc nào cũng nhìn lên để kiểu như là cầu nguyện à, với cái thánh đó thưa sơ là cái mẫu gương cho mình dạ vâng mẫu gương con thì có nhiều các thánh lắm lúc dạ. nào cũng có thánh bảo bọc <laughs> Tôi gọi là anh gian và tham lam ơn của Chúa Vậy <laughs> là tốt chứ không đó, sao Cho nên con có nhiều cái thánh lắm Nhưng mà nếu mà cha hỏi hai thánh ừ. Thì thánh thứ nhất là thánh Teresa Hài Đồng Giêsu à. Là thánh bồn mạng của con ừ. à, Và thánh thứ hai là thánh Martino ừ. à, Con rất là yêu mến hai thánh đó right. Và từ khi rất còn bé à, Có nghĩa là chưa có biết đọc nhiều lắm ừ. Thì gia đình con đã cho con cái cuốn sách Một tấm, tấm lòng vàng yeah. của thánh uh, Martino ừ. Và từ đó con rất là gần gũi và thân thiện với thánh martino à. rồi khi mà lớn lên thì thánh teresa là thánh buồn mạng rồi mới yeah. gần gũi và yeah. hai thánh đó là rất tại đặc vì điểm. các xưa các cha lên đây thì con hỏi cái câu hỏi này thì nhiều người đã chia sẻ về thánh teresa hài đồng giêsu rồi vậy thì hôm nay có một vị thánh mới đó là sanh martino vậy yeah. thì xưa có thể chia sẻ một số đặc điểm yeah. về thánh martin để cho mọi người để biết thánh là ai và cái công việc mà thánh được giáo hội phong thánh là gì thế chưa dạ thánh martino thì là một uh, tu sĩ dòng ừ, đa minh ừ. dạ vâng có lẽ từ đó con yêu mến yeah. dòng đa minh <laughs> dạ ngài là một tu sĩ dòng đa minh và ngài là một người uh, da đen ừ. cho nên um, cũng không có được chấp nhận cho lắm trong à. cái xã hội uh, khi lúc mà lúc, đó, lúc dạ. mà ngài đi tu ừ. thì uh, ngài có một cái đặc điểm mà con phải học suốt đời tới khi ừ. chết có lẽ cho ừ. con lẽ trong cũng chưa học xong đó là cái khiêm nhường yeah. cái sự khiêm nhường của ngài gọi là tột đỉnh ừ. trong cái trong cái 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 nhân đức một những cái nhân đức mà ngài ừ. uh, thành thánh và ngài uh, làm cái công việc rất là tầm thường trong nhà dòng ừ. không có cái gì là gọi là lớn lao hết nhưng ngài có đặc điểm của ngài ngài có lòng yêu mến người nghèo ừ. uh, rất rất là yêu mến người nghèo uh, và khi mà nhà dòng mà túng thiếu cần phải cần tiền mà ừ. lo cho nhà dòng tiền ừ. ăn trong cái thời gian đó, đó thì ngài đã tới xin với cha bề trên là Uh, xin cha bề trên bán con đi như là một người làm nô lệ lệ đó oh, tại vì cái thời đó là yeah, những người đúng, da đen là làm nô lệ nô, yeah. nô lệ thôi yeah. thì ngài xin với cha bề trên là bán con đi đi để nhà dòng lấy cái tiền đó bởi vì oh. con cũng là người da đen thì ừ. làm nô lệ nó không có cái gì là khác thường. Trên yeah. khi mà con đọc thấy những cái nhân đức đó nó rất là nó, ừ. nó nó giúp cho con có một cái sức sống ừ. trong cái đời sống tư cũng như là trong cái đời sống bình thường phụ phụ. của tất cả mọi yeah. người. Dạ. Yeah. Ngài ngài có cái tấm lòng rất là yêu thương người nghèo. Ừ. Yeah và khi mà sinh như vậy đó thì dĩ nhiên là nhà dòng không có bán <cười> <cười> không có bán đi nhưng mà rồi sau ngài, sau này ngài sinh nhà dòng đi học về uh, làm về uh, ngành y đó ừ. ngày chữa rất là nhiều bệnh và chúa ban cho ngài được cái ơn mà by location từ ừ. chỗ này qua chỗ Chúng kia từ khi dạ. ngài còn sống ừ. thì người ta đã thấy ngài ở chỗ này và ở một ở chỗ, chỗ khác kia rồi. Dạ, dạ, cùng một lúc, ừ. cho nên là uh, ngài rất là đặc biệt, con um, con rất là yêu mến ngài. Mỗi ừ. ngày mùng 3 tháng 11 là ừ. là cái ngày lễ kính của ngài đó, ừ. cho nên là uh, sự yêu mến đó ừ. Ừ. và nhờ gương Thánh Martino đó, đã giúp cho con trong cái đời sống tu rất dạ. là nhiều. Vâng. Dạ. Thì uh, qua những cái công việc làm của Sơ đó, con thấy là Sơ cũng rất là hăng say phục vụ và cũng cảm ơn Sơ, con nhìn Sơ bảo sơ này sao làm việc mà hăng say dữ vậy mình phải học học hỏi cái từ cái bà sơ này thì à, con cảm ơn những cái nhân đức của sơ à, thì qua những cái công việc đó tại vì cái chương trình của con là tên là muối men giữ đời thì hy vọng những cái công việc của chúng ta làm công việc của dạ, sơ con. làm thì cũng như là một hạt muối một cái ánh sáng đem đến mọi người vâng thì à, thưa sơ à, trong cái đời sống tu của sơ đó và cái này hơi 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 personal một chút thì đối với sơ cái điều gì quan trọng nhất của một người tu sĩ thưa sơ đối với Sir? đối với con cái sự quan trọng nhất đó là cái sự kết hợp với Chúa ừ. và cái sự nên thánh à, bởi vì à, nếu mà từ bỏ hết mọi sự một người bình thường một người giáo dân khi mà lãnh nhận bí tích rửa tội thôi cũng đã được kêu gọi thành thánh rồi ừ. thì cái bậc sống này là cái bậc sống con chọn để giúp cho con nên thánh thì bằng mọi cách thì cái sự nên thánh nó phải là cái sự mà con đạt phải đạt tới trong ừ. cái, cái đời sống này. Ừ. Bởi vì mỗi một cái bậc sống mà Chúa gọi chúng ta trong những cái bậc sống khác nhau, nó chỉ là cái bậc sống và cái bậc sống đó nó giúp cho chúng ta đi tới cái mục đích cuối cùng là nên thánh. Ừ. Yeah. Thì qua đời sống gia đình hoặc là đời sống độc thân hoặc là ừ. đời sống tu sĩ ừ. thì cái đó nó là cái bậc sống để giúp cho chúng ta nên thánh. Thì đối với con cái đó là cái điều mà con ừ. khao khát, ừ. ước muốn tuy nhiên là ừ. con người cho nên là Đúng cứ bấp ngã ngã rồi lại đứng lên yeah. rồi ngã lại đứng lên yeah. nhưng mà con biết cái đó là cái mục đích con phải đạt tới yeah. Yeah. cảm ơn sơ và con biết là trong mấy năm nay là sơ đã được bao, bao năm bao, năm nay là sơ đã được bao nhiêu năm khấn dòng rồi thưa sơ con được 20 năm khấn dòng 20 năm chúc mừng sơ dạ <laughs> yeah. vâng hai năm khấn dòng và 25 năm ở trong nhà dòng vâng yeah. vậy là qua những 20 năm này thì sơ đã phục vụ rất nhiều ở nhiều uh, các giáo sứ À, làm việc ở trong giáo xứ thì cũng có cái những cái niềm vui, cũng những cái nỗi buồn. Và nếu mà qua cái sự kinh nghiệm của sơ 20 năm như vậy, thì cái điều gì là một cái điều khó khăn trong cái điều, trong cái, cái sự phục vụ của mình. Cũng như có thể là đến từ giáo dân hay là từ cái giáo xứ đó hay là đến từ bản thân của một người tu sĩ nữa. Vậy thì qua những cái kinh nghiệm của sơ, à, những cái khó khăn gì mà sơ đang trải qua hay là nói chung chung là những cái khó khăn gì trong đời sống phục vụ của chúng ta thực sự đối với con thì trong cái trước nhất là con cảm ơn Chúa cảm ơn nhà dòng đã ừ. uh, cho phép và gửi con đi làm những cái công việc mục vụ mà con ừ. rất là yêu thích ừ. tuy nhiên là bất cứ trong mỗi công việc nào mà chúng ta làm nó đều có cái sự khó khăn và dĩ nhiên nếu mà trong cái khó khăn đó mà là cái ơn gọi Chúa ban cho mình thì Chúa sẽ ban đầy đủ sức mà mình cần để mà mình vượt qua những cái khó khăn ừ. như hồi nãy ừ. con có chia sẻ với cha là tất cả những công việc làm thì dĩ nhiên uh, nó có cái sự thử thách này sự thử thách kia và các giáo sứ thì cái cái khó khăn là cái vấn đề phòng ốc ừ. uh, một giáo sứ có rất là nhiều hội đoàn ừ. uh, nhưng mà cái đó là một cái một cái vấn một cái vấn nạn tốt ừ. là là một giáo sứ còn có nhiều các hội đoàn yeah. sinh hoạt để yeah. mà chúng ta tiếng Mỹ nó gọi là It's a good problem to have uh, là mình biết là mình còn có nhiều hội đoàn muốn tới nhà thờ, mm. dạ. thì khi mà để mà, mà có những cái event uh, mà book một cái facility thì, mm. mm. thì mình phải biết là có những cái hội đoàn khác mm. mà muốn làm mình mm. cũng không nên làm để cho họ có cơ hội một làm, làm. Yeah. dạ. thì cái đó là cái cái vấn đề phòng ốc, nhà. Dạ. Mm. thì là trong các giáo sứ <laughs> và con nghĩ là hầu như chắc giáo sứ nào cũng, cũng bị dạ, dạ, vâng. cái đấy, dạ. mà nói chung là cái uh, tinh thần của người Việt Nam của chúng ta thì vẫn còn um, kính mến Chúa dạ, rất là vâng, nhiều và dạ. yêu mến giáo hội nữa thì đây là một cái good dạ, problem to dạ, have. Dạ. Dạ, vâng. vâng thì uh, cảm ơn Sơ. Vậy, uh, vậy thì uh, Sơ có những ước mơ gì trong đời sống của mình ông Sơ? Như là mình có muốn làm cái gì? Tại vì con biết là các Sơ lâu nay cũng có về Việt Nam Mission of Love. Dạ. How is dạ. that? Uh, con thì không có làm trong cái mục vụ đó của oh. các Sơ mà uh. À, về Việt Nam giúp cho các em nghèo, các ừ. em kém may mắn, ừ. à, nhưng mà tại vì có có cha rồi, <cười> <cười> à, có có cha là giúp cho cái cho các em rồi và con rất là thích cái chương trình đó, tuy ừ. là không giúp cha được à, bằng vật chất hay những thứ ừ. khác nhưng mà qua lời cầu nguyện, bởi vì ừ. đối với con con thấy à, về Việt Nam cho các em tiền mua gạo, cho các em tiền mua quần áo cũng cần thiết, ừ. nhưng mà cái kiến thức rất là cần, ừ. tại vì nếu mà cái mơ ước của con mà cha hỏi đó là ừ. cái mơ ước của con là làm sao để cho các em tất cả các em được học ừ. yeah. được học và được có cái bởi vì khi mà có cái các em có kiến thức như vậy rồi thì nó sẽ giúp cho chính cái bản thân của cái đương sự đó Mm. Dạ, thì yeah. như là có lẽ như thánh uh, Teresa Hai Đồng Giêsu mm. đó uh, tuy là đi tư dòng chính nhưng mm. mà cái mơ ước lại muốn được về yeah. Việt Nam để phục vụ oh. yeah. thì uh, đối với con thì con thấy là cái mơ ước của con là đi tu uh, trong một nhà dòng không có cái phương tiện mm. để mà có thể đi làm những công mm. việc một bộ như cha làm yeah. nhưng mà cái đó là cái mơ ước uh, cái mơ ước của con là làm sao để cho tất cả các em biết chữ mm. yeah. Yeah. Vâng, Cảm ơn sơ nghe sơ yeah. chia sẻ con cũng uh, rất là cảm động, tại vì đây cũng là cái mơ ước của con, giúp cho các em có một cái tương lai. Và ừ. uh, kính thưa quý vị, quý vị cũng biết là con có cái uh, hội thiện nguyện An Bình Charity Foundation, có ừ. thể quý vị uh, uh, ủng hộ cho chúng con để chúng con có những cơ hội để giúp những em, uh, trẻ em nghèo hiếu học ở bên Việt Nam. Và kính thưa quý vị, uh, chương trình của chúng ta tạm dừng uh, trong giây phút và sau đó chúng con sẽ trở lại để tiếp tục thưa chuyện với Sơ Thủy Trang. Vâng, à, kính thưa quý vị, và giờ đây chúng con rất là vui mừng được trở lại với quý vị. Phần này thì hơi đặc biệt, tại vì à, con và Sơ Trang hôm nay sẽ hát cho quý vị nghe. Hôm nay chúng ta hát bài gì thưa Sơ? À, chúng ta hát bài Tâm tình hiến dân. Ok, dạ. vậy thì à, con xin mời tất cả quý vị cùng hát với chúng con. Dạ vâng, đài, con cũng xin mời quý vị khán thính giả hát với chúng con trong tâm tình cầu nguyện à, cho ơn gọi tu sĩ nam nữ và các linh mục Dạ. lấy chi bao đền hồng ân chúa à, cao vời chúa đã làm cho con thương con từ ngàn xưa một tình yêu tràn chưa và chọn con đi làm đuốc sáng chiếu soi trần gian cho con say tình bền và nay con xin đến một đời chung chính làm mũi đất nước cho mặn đời biết lấy gì cảm ơn biết lấy chi bao đêm hồng ân Chúa, Chúa cao vời Chúa, Chúa đã làm cho con Chào cho con lời Chúa Dù đời con hoen ua Nguyện đời con, con đem lời chân lý đến cho mọi nơi Và và này con, con gieo bước nguyện đời con đem nguồn yêu mến đến cho mọi người biết lấy gì cảm ơn, biết, biết lấy chi bao đền hồng ân chúa à, cao vời ơi, chúa đã làm đem cho đem. con Wow, cảm ơn Sơ rất nhiều. <laughs> Hôm nay con mới biết là Sơ vừa hát hay mà lại vừa đàn giỏi nữa. Vậy thì có dịp nào con sẽ mời Sơ lên đây để tiếp tục hát cho mọi người nghe. Quý vị có đồng ý không ạ? À? Nếu mà quý vị đồng ý thì hãy nhắn cho chúng con để chúng con biết. Dạ vâng. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Cha. <laughs> cái này là không tập hát như ý Chúa muốn. Dạ vâng. Nhưng mà con nghĩ là chúng ta hát với cái lòng thành dạ. thì. À chắc là Chúa sẽ vui và dạ vâng. cũng như là tâm tình của sơ và con thì kính mời quý ông bà và anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho các linh mục tu sĩ nam nữ và đặc biệt cầu nguyện cho ơn gọi của chúng con. Dạ vâng. Dạ vâng. và chúng ta chia sẻ hôm nay là bài đọc Chúa nhật của Chúa Kitô làm vua. Dạ vâng. dạ vâng. Phúc âm là của thánh Luca từ 23 chương 23 câu 35 đến 43. Con xin mời sơ và tất cả quý ông bà anh chị em cùng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi. Nếu nó thật là Đấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn. Quân lính đều chế giễu người và đưa giấm cho người uống và nói: nếu ông là vua dân Do Thái, ông hãy tự cứu mình đi. Phía trên đầu người có tấm bảng đề chữ Hy Lạp, Latin và Do Thái như sau. Người này là vua dân Do Thái. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng xị dục, cũng sỉ nhục người. Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa. Đối lại, tên kia mắng nó rằng, mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao. Phần chúng ta như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng đáng với việc chúng ta đã làm. Còn ông này, ông có gì làm xấu đâu? Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng, Lạy Chúa, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến chúng tôi và ông thưa với Chúa rằng lạy Chúa khi nào về nước Chúa và anh ta thưa với Chúa Giêsu rằng lạy Chúa khi nào về nước ngài xin nhớ đến tôi Chúa Giêsu đáp lại ta bảo thật ngươi ngày hôm nay ngươi sẽ trở Chúa Giêsu đáp ta bảo thật ngươi ngày hôm nay Ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Vâng, thì uh, qua bài phúc âm ngày hôm nay, uh, chủ nhật, Chúa Kitô là vua, uh, một cái bài đọc hình như nó hơi trái ngược với một vị vua của thế gian. Yeah. Thì uh, xin sơ chia sẻ những gì mà sơ cảm nhận được trong bài phúc âm ngày hôm nay con chỉ thấy là um, đối với con uh, Chúa um, là một cái uh, gương cho chúng ta nhìn lên và dĩ nhiên uh, chúng ta có tập tới khi mà chúng ta nhắm mắt về trở lại với Chúa cũng chưa tập được uh, à. như những cái um, trong những cái lời mà Chúa nói. Thì đối với con trong đây con thấy là uh, trong cái ngày lễ um, Chúa Kitô Vua đó thì trong cái bài đọc này là cái giây phút hiện tại là cái người uh, Gọi là cái, tiếng trong ở đây người ta gọi là cái người uh, gian phi, người ừ. tên trộm ừ. đã nhận ra Chúa là vua và sống cái giây phút hiện tại. Và trong đây thì có có bốn cái loại người mà gọi là cái gì đó, uh, cười nhạo, chê ừ. nhạo Chúa. Thì uh, con thấy bắt đầu từ những người dân đứng từ đằng xa xa nhưng mà không làm gì hết. Ừ. Là thấy Chúa đứng nhìn nó vậy thôi. Rồi kế tới là những người thủ lãnh, ừ. có lẽ gần Chúa hơn chút xíu nên không phải vượt qua những cái hàng rào ừ. bên ngoài giáo dân gần chú một chút xíu thì không những họ vừa không nhận ra chúa mà họ còn như là kinh thánh nói ừ. là họ còn cười nhạo chúa và họ nói với chúa là nếu mà chúa là vua thì chúa hãy cứu mình đi ừ. rồi gần hơn một tí nữa là những người lính ừ. có những người lính thì chắc là đứng gần hơn chúa một ừ. tí nữa thì những người lính cũng gọi là cái um, chế nhạo chúa và ừ. rồi họ cũng nói cái câu đó ừ. là À, nếu ông là vua dân do thái thì cứu mm. mình đi, yeah. thì từ từ kia thủ lãnh cũng nói thách thức chúa là cứu mình đi, mm. rồi tới các lính cũng nói là cứu mình đi, mm. và tới cái tên gọi là tên trộm, tên trộm đó yeah. là, là tên gian phi ở trên yeah. à, cũng bị chết ở trên cái thập giá đó, rồi chính cái người đó cũng nhục mạ chúa và mm. chính cái người đó cũng nói là hãy yeah. tự cứu mình đi, và mm. khi mà tới gần gần hơn nữa là chắc chắn là cái tên trộm đó mm. là gần chúa nhất xét mm. ngay bên chúa rồi mm thì đối với con khi mà con nghe cha đọc như vậy thì con thấy là uh, dân chúng rồi tới các uh, thủ lãnh rồi ừ. tới các lính ừ. rồi tới tên trộm ừ. nghĩa là có bốn cái giai đoạn mà ừ. cái người gần chúa nhất cũng wow. phỉ bán chúa uh, và cùng nói một cái câu mà trong ba cái người đó ừ. là hãy cứu mình đi ừ. hãy cứu mình đi ừ. và con khi mà đọc thì khi mà nghe cha nói như vậy thì con con suy nghĩ tới là nếu mà con mà là chúa chắc <laughs> con sẽ xuống khỏi thánh giá ngay <laughs> <laughs> xuống thánh giá là gì là là phạt cho tụi nó à <laughs> cho chúng nó đứng Đúng yên <cười> <chắc>. <cười> nhưng mà chúa đã không làm như vậy và và cái đó nó giúp cho con một cái gọi là cái cảm nghiệm cũng như là cái suy nghĩ trong cái đời sống ừ. à, có lúc nào con muốn xuống khỏi thánh giá chưa ừ. à, những cái thử thách trong cuộc sống À, những cái sự hiểu lầm những cái gọi là những cái gì không phải không vừa ý mình, mình muốn, thì mình muốn bỏ. Uh, thì dạ vâng thì ừ. thì cái câu hỏi được con con hỏi con là lúc đó những cái thử thách đó những cái trái ý đó con có muốn xuống khỏi thánh giá hay không dạ wow. yeah. yeah. như là nghe trong đây và thấy chúa không xuống chúa cũng không trả lời chúa ừ. cứ thinh lặng ừ. thì cái đó nó giúp cho con để uh, suy niệm ừ. uh -huh. Cho chính, cho chính cho con yeah. Wow, cảm yeah. ơn sơ yeah. Rất là chia sẻ của sơ rất là sâu yeah. sắc Dạ vâng, cảm ơn sơ yeah. à, Con thì trong ngày hôm nay Con cảm nhận được cái một cái câu đánh động à, Con rất là nhiều à, Đó là cái câu của người trộm lần Là xin chúa hãy nhớ đến tôi Thì cái câu nhớ đến tôi hay là nhớ đến con yeah. à, Đánh động của con rất là nhiều Tại vì à, nhiều khi trong cái đời sống của chúng ta đó, Thưa sơ là mình tội lỗi Và mình nghĩ là Khi mình tội lỗi rồi mình không xứng đáng và mình muốn bỏ cuộc thưa sơ yeah. không cần chúa nữa bây giờ thấy chắc là nghĩ là yeah. chúa chắc chúa cũng bỏ con luôn yeah. nhưng mà cái điều quan trọng nhất là chúa không bao giờ mệt mỏi để tha lỗi cho chúng ta mà nhiều yeah. khi chúng ta lại mệt mỏi để xin chúa yeah. thì uh, qua cái đoạn phúc âm này thì nhắc cho con nhớ là con phải nhớ đến chúa yeah. uh, nhất là trong cái đến khi là dù cho mình tội lỗi uh, mình cảm thấy thất vọng nhưng mà mình phải nói là chúa ơi hãy để nhớ đến con và hãy thánh hóa con thì uh, đó là những cái gì uh, con muốn chia sẻ với sơ và dạ. tất cả quý khán thính giả vâng dạ thì như cha nói về cái vấn đề cầu nguyện đó con cũng và cái câu mà cha chia sẻ đó là cũng là cái câu mà chú... một trong cái bảy lời cuối ừ. cùng mà chúa dạ. nói ừ. thì uh, trong gương của các thánh không có nói đó là cái lời cầu nguyện là sức mạnh của con người ừ. và là sự yếu đuối của thiên chúa à. cho nên nếu mà mình cầu nguyện mình tha thiết đến với Chúa thì Chúa sẽ mềm lòng ngay ừ, và chúng ừ. khi mà con đọc cái này cái điều thứ hai nữa con thấy trong đây đó là cái sự sám hối của cái tên trộm đó, chỉ có cái sự sám hối ngay lúc đó và sống cái giây phút hiện tại Đấy, đó yeah. sám hối và được nước Công trời yeah. ngay tại ngay ừ. tại lúc đó ừ. thì thì cái cái sự sám hối cái sự hối cải nó rất ừ. là quan trọng ừ. yeah. vâng. cảm ơn sơ rất là nhiều con rất là vui mừng uh, được uh, đón sơ và chia sẻ với sơ ngày hôm nay thì uh, trước khi uh, chúng ta tạm biệt à, sơ có lời gì để nói với các quý khán giả con chị rất là chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và Tư sĩ nam nữ à, và xin tiếp tục cầu nguyện cho chúng con để chúng con sống trung thành với cái ơn gọi mà Chúa kêu gọi chúng con và chúng con can đảm đáp trả để chúng con sống trọn vẹn cái ơn gọi đó và con cũng cầu chúc tất cả mọi người à, gặp gỡ được Chúa trong cái bậc sống mà quý vị chọn cảm ơn rất nhiều và kính thưa quý vị đã đến giờ chúng ta phải chia tay nhưng mà con hứa sẽ gặp lại quý vị trong tuần tới và kính chúc quý vị một tuần lễ được đầy tràn ơn Chúa được sống bên người thân và luôn cảm nhận được tình thương của Chúa trong đời sống của mình thank you and God bless